khoai y khoai ủ ba. À đúng rồi, thầy quên là y khoai ủ bả đúng không nhỉ? Đắt quá 1,5 tệ đi. Tự dưng người ta hỏi bạn mua gì xong lại trả lời là đắt quá 1,5 tệ đi thì không phù hợp đúng không nhỉ? Thế còn câu C đọc là Rồi. gì? Bạn không nghe, Y không không chiên nghe hả? gì rồi. À thế ạ. À, ý gì? Ý cung, từ đọc là ý cung Ý là gì ạ? một cân Tổng cộng, ý cung là tổng cộng à, tổng cộng đúng không? à, Ừ, đúng tổng rồi, cộng. tổng Ý cung gì cộng nhỉ? Ba khoai. khoai khoai ủ. Ừ, ý cung bác khoai ủ, như vậy là tổng cộng là 8,5 tệ đúng nhỉ, như vậy cũng không phù hợp. Còn đáp án D là gì đấy, của gì, Của bu mãi quýt, quýt cái là gì, gì nhỉ, thúy chữ sự, tự, thúy à đúng chữ rồi, sự của cu mải chúy dự, tức là tôi không mua quýt đúng không. Ừ, tôi không mua quýt nhá. À, cô đang ghi lại cái bài này rồi, xong rồi bạn nào mà không nghe được thì lại đành phải xem lại video vậy. À, tôi không mua quýt, như vậy đây chúng ta phải chọn đáp án B là phù hợp nhất đúng không. Ừ, thà thảo bạn muốn mua gì thì chúng ta phải nói là à thì dâu tây thì bao nhiêu tiền một cân đúng không. Câu số 2 nào Mai, câu số 2 Mai. nó có nhà ạ. Ừ đúng rồi, đọc đọc câu hỏi và sau đó chọn đáp án trả lời nào. Chim thiên, Trung chim ủ thiên đúng không? Ừ, chim trung thiên trung ủ, ủ. nỉ Nỉ truy à? nã chư phan, À đúng rồi, nỉ truy chư nã phan chư phan đúng không? Trưa hôm của nay suy thì sứ bạn tháng, bạn đi đâu ăn cơm đúng chưa nhỉ? Như vậy chúng ta sẽ phải chọn đáp án A là của truy sứ của tháng, suy tôi sứ đi nhà tháng ăn. Đáp án B thì đọc là gì? của Phu chư Mỹ Phan. À đúng rồi, tôi không ăn cơm đúng không nhỉ? Như vậy cũng không phù hợp, người ta đang hỏi đi đâu mà. Thì chúng ta phải chọn là đi đâu đó đúng không ạ? Thế còn C là gì? Ủa gì? Của chữ ý Bạn chữ khác nào, chữ bạn ý khác cơ, xem nào. chữ ý cơ gì, Nguyên men nguyên bao cơ đúng nhỉ. À của chữ ý mì, cơ bao men bao, à bánh tôi mì. ăn cái bánh bánh mì, men bao ở đây là bánh mì, như vậy là cũng không phù hợp đúng không. Như vậy chúng ta phải chọn đáp án A. Câu số 3 thì chọn đáp án gì, anh Phú có nghe được không ạ? Có vẻ chập chờn. Ngân đâu? Ngân câu số 3 chọn đáp án gì? B ạ. À đúng rồi, câu số 3 phải chọn đáp án B nhá. Nhưng mà rất là nhiều bạn sẽ chọn nhầm thành đáp án A. Rất nhiều bạn chọn nhầm Ừ, thành em chọn đáp đáp án A án là tại sao lại không chọn được đáp án A đây? Câu hỏi người ta hỏi là gì ạ? bạn tìm ai? Ờ đúng rồi, ní chảo sấy đúng nhỉ, ní chảo sấy là bạn tìm ai. Vậy thì người ta đang hỏi là tìm một cái người nào đấy đúng không? Như vậy câu A thì lại là gì đấy ạ? Úa chảo gì? Tôi tìm Quáng lão sư cọ Vương Phan Công Quán Sư. Lão Sư. À như vậy Quáng lão sư cọ Phan Công Sư là cái văn phòng của thầy giáo Vương. Như vậy ở đây không thể nói là bạn hỏi bạn tìm ai lại nói là tôi tìm văn phòng của thầy giáo Vương được đúng không ạ? Nên phải là gì? Nếu như nói là tôi tìm thầy giáo Vương thì được đúng không? À nhá, ví dụ thế thì ở đây chúng ta nên chọn đáp án B là gì ạ? Quáng lão sư sai ma, tức là khi mà người ta hỏi là bạn tìm ai thì chúng ta hỏi là gì? À ý là thầy Vương có đây không? Tức là tôi đang muốn tìm thầy Vương đấy đúng không nhỉ? À, như vậy phải là đáp án B nhá, được chưa ạ? C thì đọc là gì đấy? Của giao mại kính của À đúng rồi, của nhau mãi thính của là tôi muốn mua gì đây ạ? À? hoa quả Ừ, hoặc hoa một cô táo, táo à, của nhau mãi thính của tôi muốn mua táo. Thế còn đây là gì ạ? À? Chưa cô sư. sư của phấn À đúng rồi, chưa nhậu, của hứng nhậu là gì ạ? À? Đây là bạn tôi bạn đúng nhỉ? của À, tôi. đây là bạn tôi được chưa? Rồi nhá. Như vậy đây chúng ta phải chọn đáp án B là phù hợp được chưa ạ? Số 4 Mai nào. Tao quay một D. Ừ đúng rồi, đáp án D đọc là gì nhỉ? Chỉ đúng nhỉ? Chỉ có nghĩa là Chị mấy, cả câu này sẽ đọc là gì? Nỉ chu. Chỉ hao lấu, hao. À đúng hao rồi, lấu. nỉ chu chỉ hao lấu. À nỉ chu chỉ hao lấu. Bạn bạn sống ở, ý là sống ở Ở cái tầng gì ạ? Sống ở tầng tầng nào? mấy đúng nhỉ? À, sống ở tầng số mấy được chưa? Thế đáp án A thì đọc là gì? A đọc là gì nhỉ? Nã. Ừ, đúng rồi, A đọc là nả. Nả này có nghĩa là gì? Ở đâu? À ở đâu đúng nhỉ? Thế còn C đọc là gì ạ? Nào. Nào. Đâu, C vẫn đọc là nả, nhưng cái nả mà Nã, nếu mà nã không rồi. có âm một lưỡi thì nó có nghĩa là nào. Ví dụ như là gì đấy ạ? Nước nào đấy đúng không? Ừ, đấy. Thế còn B là gì? Sẵn mơ. À sấn Sẵn mơ, mơ. đây là từ để hỏi cho sự vật đúng không nhỉ? Nghĩa là gì hoặc là cái gì đúng không? Còn D là chỉ hỏi về số lượng đấy ạ, đúng không ạ? Rồi như vậy đây chúng ta phải chọn đáp án D là phù hợp nhá. Số 5 thì đáp án Em rồi, gì em đấy? rồi, em Ừ, rồi. số 5 đáp án gì hả Ngân? Số 5. Nị thật. Để cô cho to lên một chút có nhìn thấy Sư không? có Ừ. Nó đáp án gì? Mai chọn đáp án gì? à, Ờ đúng rồi. em chọn A. Ừ, số 5 phải là đáp án A đúng không nhở? Câu này sẽ đọc là gì? À, bao nhiêu? À đúng rồi. Anh Phú đọc xem nào. Nị tợ sầu chi hảo ma sư Tua sư xảo tu đúng hảo không? Sư tua xảo không phải đọc là hảo ma nhé, hảo mã. À đọc là hảo à, mã. hao mỏ. À, nỉ tợ sổ chi hảo mã phải là Số sư điện thoại của bạn là gì?
À đúng rồi, là bao nhiêu? À là bao nhiêu? À nhá, như vậy chúng ta phải chọn đáp án A đúng không? Số 6 nào, số 6 Mai, số 6 Mai chọn đáp án gì? B. B. Ừ, đúng rồi, đáp án B là gì ạ? À? Dễ, yeah, đúng không nhỉ? B, dễ, yeah. Yeah, được chưa ạ? À, đọc cả câu này xem nào anh. Dễ. Yeah. Ừ. Tôi là người Mỹ, à. Anh ấy cũng cũng là người Mỹ. À, Trung Quốc, Trung Quốc, đọc tiếng Trung ạ. À, Trung Quốc. À, ủa sư mày của rấn tha dễ, tha dễ, sư mày của rấn. À đúng rồi, tha dễ sư mày của rấn. Rấn, đúng nhỉ? Ủa sư mày của rấn, tha dễ sư mày của rấn, đúng nhỉ? Tôi là người Mỹ và anh ta cũng là người Mỹ, đúng không? Như vậy chúng ta phải chọn đáp án B. Đáp án A thì đọc là gì? Đáp án A là tâu. Tâu, đúng rồi, tâu có nghĩa là gì nhỉ? Đều. À, đều. Đều. Đáp án C thì đọc là gì ạ? Yêu. À, yêu là muốn hoặc là phải, đúng nhỉ? Đáp án D đọc là gì? Cũng. Khái, khái. À, đọc là khái mà có nghĩa là còn. Khái. À, khái vẫn... nghĩa là còn nhá. Vẫn còn. Ừ, còn. Thế còn B là dễ, nghĩa là cũng. Dạ, rồi. Câu số 7 nào, câu số 7 có chọn được không? Mai chọn đáp án gì? À, em chọn A. Ừ, không sai, chưa đúng. Chọn A, không biết đúng không? A cũng không đúng. B. B à? B hoặc D. B hoặc D đều sai. Thế thế thì C là đúng, tại vì chắc chắn là phải có từ xiên rồi. À, xiên tổng điển hơi ý khôi. À nhá, nó phải là C được chưa nhỉ? Tổng ở đây thì thường một là có thể đằng sau có thể dùng từ ý xa hoặc là ý khuê. À tổng thì đằng sau có thể là dùng từ xa hoặc ý khuê đều được. Nhưng chúng ta lại phải xem cái đáp án nào nó phù hợp với cả cái đằng trước nữa đúng không nhỉ? Vậy đằng trước ở đây không thể nói là nỉ khái tổng được mà phải là gì ạ? Nỉ xiên tổng. Nỉ à, xiên. Bạn đợi đợi một lát trước đã đúng không nhỉ? Ý câu này là như vậy. À tha phú trai, cô ấy không có ở đây, ý là xin bạn hãy đợi một lát trước đi đã, đúng chưa nhá? Nhưng chúng ta không chọn đáp án B, hãy B là còn, không phải nói là bạn còn đợi một chút được, đúng không ạ? À, như vậy chúng ta phải chọn đáp án C, đúng chưa? Rồi, nhá, như vậy đấy là câu số 7. Tiếp nào, bài sắp xếp rất là dễ ạ. Câu số 1 của Minh Phú sắp xếp là gì ạ? Lì pa pa ma ma sân thí hảo ma. À, đúng rồi, tốt. Lì pa pa ma ma sân thí hảo ma. Đúng nhỉ, bố mẹ bạn sức khỏe có tốt không, đúng không ạ? À, câu số 2 ở đây xin lỗi các bạn là cô bị thiếu mất một chữ nhá. Bị thiếu mất một chữ, thế nên là khi mà nhìn thấy các bạn làm ấy ạ, nó sẽ bị hơi bị sai một chút, thiếu mất chữ kẩy ạ, thiếu mất chữ kẩy. Thế nếu mà bây giờ mà cô cho thêm chữ kẩy này vào thì bây giờ các bạn sẽ sắp xếp là gì đấy? Ngân sẽ thử sắp xếp xem nào. Ở trên nó có chữ từ này là từ gì? Đó là bài này em chưa làm, em chưa làm bài kiểm tra này. Từ này đúng không? Không biết đúng không ạ? Từ này đọc là gì anh Phú? Chia sao? À đúng rồi, chia sao. Không, không phải cái từ chia. À, khăn ủy. Ủy à, ủy. Đầu tiên là khăn ủy, từ này em không biết. Khăn ủy. À, khăn ủy. Của chia sao. Của. Ừ, thế nào, bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu từng từ. Khăn ủy này là tiếng Trung này. Của là tôi này, chia sao là dưới. Tôi. Ha là anh. Thiệt thiệt. Ủy ở đây sẽ anh là lượng từ, đúng không ạ? Lượng từ. Lão sư là giáo viên, vậy thì ủa. Y là một và cẩy, đây là cho. Thế thì ý câu này chúng ta nên sắp xếp thành cái gì nghĩa tiếng Việt đã? Tôi giới thiệu cho anh ý, đây là... giáo rồi. Viên. Tôi giới thiệu cho anh ấy là một giáo viên tiếng Trung đúng không? Một giáo viên tiếng Trung hoặc có thể nói là anh ấy giới thiệu cho tôi một giáo viên được. Vậy thì nếu như với cái câu như vậy thì chúng ta sẽ phải sắp xếp như thế nào đây? Là ủa cậy tha. À đúng rồi, rất tốt. Ủa cậy. Chia sao? Sao? Ý gì? Ý quay. Ý quay. Quay. Giáo viên tiếng Trung thì phải nói tiếng Trung trước đúng không nhỉ? Gì? Han Nhụy, Han Nhụy là Han Nhụy lão sư. Han Nhụy lão sư đúng chưa ạ? Nhá, như vậy sẽ là gì đấy ạ? Ủa này, đúng không ạ? Ủa gì nữa ạ? Cái tha đúng không nhỉ? Tôi cho anh ấy trước đã, sau đó là gì ạ? Đến động từ là giới thiệu là chia sao đúng không ạ? Tôi chia sao anh ta. Một giáo viên tiếng Trung sẽ là ý quay. Ý quay gì ạ? Han Nhụy lão sư đúng chưa? Rồi, bạn Mai đọc lại cho cô câu đấy nào. Ủa cậy chia sao? Ủa cậy tha chia sao ý quay khăn ủy lão sư. À đúng chưa ạ? Nhá, ủa cậy tha chia sao ý quay khăn ủy lão sư đúng không? Tiếp theo gì nữa đây ạ? Câu số 3. Câu số 3 cụm từ đầu. Tôi làm việc ở công ty Hồng Hải. Đúng rồi, đây có của từ... trai Hồng Hải cung sư. Cung chua. Cung chua. Cung chua. Được chưa ạ? À rồi sẽ là của trai Hồng Hải cung sư cung chua. Dạ, tôi làm việc công ty Hồng Hải. Tiếp câu số 4 ạ. Câu số 4 là sắp xếp như thế nào đây anh Phú? Câu số 4 buổi. Đầu tiên là gì? Buổi trưa. Trung ngủ. À, trung ngủ. Thứ tháng. Ừ.
Xem như nào, anh Phú làm được câu này chưa? Câu này anh chỉ dịch được thôi, đang sắp xếp. Mai, mai sắp xếp là gì? Ủa chi cung cư tọa xứ tháng chư phạn. À, thế từ trung ủ vứt đi đâu? Phải ở đầu nữa đúng không? Ừ, nhá. Như vậy sẽ là gì? Ý câu này là buổi trưa thì tôi đi nhà. Buổi trưa tôi... cơm đúng không? Trưa tôi đi nhà ăn công ty ăn cơm. Vậy thì chúng ta sẽ phải nói là trung ủ đúng không nhỉ? Gì nữa? Ủa? Của gì? Gì ạ? Truy. Nhà ăn của công ty thì phải công ty nói trước đúng không nhỉ? Truy cái gì ạ? Cung sư tọ. Cung sư sứ tháng. Cung sư tọ sứ tháng. Gì nữa ạ? Chư phan đúng không? Ừ, nhá. Đọc lại này. Trung ủ buổi trưa này đúng không nhỉ? Trung ngủ này gì nữa ạ? Của tôi gì ạ? Chuy đi gì nữa? Công sư công ty tọ sứ tháng đúng chưa? Ừ, nhá. Đó. Tiếp theo câu số 5 ạ. Câu số 5 rất xin là chi thiên. Sinh chi thiên của Hứa Phấn Nhậu Xuế Xí Trung Quấn à? Rồi, sinh chi thiên làm sao đây ạ? Của Hứa Phấn Nhậu Xuế Xí. Của Hứa Phấn Nhậu Xuế Xí Trung Quấn. Lời rất là dễ đúng không ạ? Câu số 6 mai, câu số 6 sẽ là gì đấy? Của Mân Cung Sư. Cung Sư này là công ty chúng tôi này, gì nữa? Dậu ý ý cung à? À, người ta sẽ phải nói là tổng cộng có thì người ta sẽ nói là ý cung diệu nhá, chứ người ta không nói là diệu ý cung nhá. Tổng cộng có bao nhiêu người ta sẽ nói là ý cung diệu, chứ người ta không nói diệu ý cung ạ. À, ý cung diệu, ý cung trước diệu gì nữa ạ? À? Ý cung diệu 100 đọc là gì? Y bãi. À, y bãi gì? Y bãi cưa đúng không? Y cưa phú yến à? Chứ đúng không ạ? Từ đọc là chứ yến nhân viên. À, của Mân Cung Sư ý cung diệu y bãi cưa chứ yến đúng không? Ừ, công ty tổng cộng có 100 nhân viên các bạn rồi. Anh Phú đọc lại câu này nào. Anh Phú lại đâu rồi à? Rồi, Thanh đâu? Thanh nghe thấy chưa? Có vẻ lại bị chập chờn gì rồi. Ok. Mạng nó bị chặt. Ừ. Chị May vừa bảo xin phép nghỉ lại thế vào. À, xin phép muộn. À, chị xin phép hôm nay chỉ nghe thôi nhé. Mẹ tưởng là xin phép hôm nay chị nghỉ. Rồi, ok, tiếp theo câu số 7 nào. Câu số 7 chúng ta sẽ sắp xếp là gì đây, Ngân? À, trinh niên của sứ triệu xuôi à? Ừ. Tha hái mấy chiếu quân. À, thế tự dưng của sứ triệu xuôi cô 19 tuổi, sao lại cô ấy chưa kết hôn đi, còn thiếu từ gì? Thiếu từ may mày đúng không? May mày. Phải là gì? Lộ. Tôi đúng không? Của may mày. À, đúng rồi, em gái tôi. Của may mày. À, năm nay chim chiên vẫn chưa, cô ấy vẫn chưa. Sứ triệu xuôi. Đúng rồi, thì sẽ phải sắp xếp là gì đây? Của trước gì nữa? Của may mày. Của may mày. Chim nén. Sứ triệu xuôi. Sứ triệu xuôi. Tha phải mấy chiếu quân. Cô ấy vẫn chưa kết hôn đúng không ạ? Rồi câu số 8 thì cũng rất là dễ, giống như câu số 3 lúc nãy thôi đúng không ạ? À, chỉ là thay chủ ngữ bằng gì thôi? Của cưa cửa thôi đúng không? Cưa cửa. Thay tôi làm sao? Của cưa cửa trai. Khúng Khải. Khúng Khải đúng không? Cung sư. Cung sư và? Cung sư cung chuộc. Được chưa? Của cưa cửa trai Khúng Khải cung sư cung chuộc đúng không nhỉ? Anh cho tôi làm việc ở công ty Hồng Hải. Rồi, bài cuối cùng là bài gì đây ạ? Dịch các đoạn văn sau sang tiếng Việt nhá. Rồi thì cô nghĩ là dịch thì các bạn sẽ dịch được thôi, nó không có vấn đề gì. Quan trọng là giờ các bạn sẽ phải đọc lại cho cô cái bài này, được chưa ạ? Rồi xin mời bạn đọc lại cho cô nào, Mai đọc trước. Ta cha khảo của treo đoạn thì đọc là gì ạ? Sư in nhá. Thì đọc là Doãn Sư In. À, Doãn Sư In đọc là dịch là Nguyễn Thị. Đọc được cái tên người. Được. Doãn Sư In. Của chín nén ơ sứ ủ xuây. Của chiếu quân. Chiếu quân. San. San nén lơ. San nén lơ. Của. Của chai dậu. Chai dậu. Ba khẩu rấn. Liêu khẩu rấn. Liêu khẩu rấn. Dạ đấy là dê dê. Dê dê. À đọc là dê dê. Dê dê. Nải nai. Nải nai. Ba bà. Ma mà. Lão cung khứa. Ý cưa. Ơ
À, ơ xoáy lẻng xoay cho cô lẻng xoay à lẻng xoay tợ. Lẻng xoay tợ à, con trai sẽ đọc là nán khái à, tợ nán khái nán khái thì đọc là nán khái của khấn xỉu khoan của khấn xỉu khoan xuế xí khăn ủy ờ tinh ủy khăn ủy tợ phát âm là gì nhỉ? Thai-in đúng không? Ừ, Thai-in thai bú thai nán ta sư khăn khăn xuế khẩn nán khăn xuế khăn chư khẩn nán khăn khăn chư khẩn nán rồi của trai khủng khải cung sư cung chua của sư tổ trưởng là gì nhỉ? Chú trưởng. Ừ, của sư chú trưởng. Người đọc là chú trưởng nhá. Các bạn chú trưởng. Chủ là thanh ba trưởng. Là thanh ba sẽ đọc là chú trưởng. Ừ, của sư chú trưởng. Tôi là của sư chú trưởng. Ừ. Của sĩ quan hứa bằng nhau truy mãi tung si hứa truy du lịch là gì nhỉ? Du lịch là lùi yếu. Lùi yếu. Ừ. Của của gì ạ? Của lão cung đúng không? Đâu đây? Của lão cung. Của lão cung xưa. Hán gì? Hán quấn. Hán quấn. À sư Hán quấn gì ạ? Hán quấn. Phan y đúng nhỉ? Sư Hán quấn Phan. Phan y. Đúng nhỉ? Hán quấn Phan y. Tha. Tha chín nén. San sứ xuôi. Tha sứ xuôi. À đúng rồi, tha chín nén san sứ xuôi. Của của khẩn ai tham mân rân sư rân sư nỉ mân của khẩn cao sinh trai chèn chưa rồi ok anh Phú nào trai túi đen anh Phú đọc lại nữa nào ta cho khảo của treo rân sư linh của chín nén ơ sứ vũ xoay của chiếu khuân của chiếu khuân san nén lơ san nén lơ của cha dậu liêu khẩu rấn dễ dê nải nai papa mama lão cung khứa y cưa lẹng xuây tợ lán khái của khẩn sĩ khoan xuê xí khan ủy khan ủy tợ pha in phú thai nán tan sư khan chư khẩn nán của trai khủng hải cung sư cung chua của sư chú trạng của chư chú trạng của chỉ khoan khứa phấn yêu truy mãi tung si truy mãi tung si hứa lỷ yếu của lão cung sư khàn quấn pha in pha chi nén khàn quấn pha in pha in pha in pha in đấy đọc là fan y nhá fan y á cái phiên dịch bên dưới có cái gợi ý à đúng rồi đây này fan y chưa tha chi nén san sứ xoay của khẩn ai tham ân rân sư nị mân của khẩn cao sinh cha chen chưa ngân nào ngân đọc lại lần nữa nào ta cha hảo của treo đoạn sư yính của chi nén 25 xoay của chiếu khuân san nén của cha dậu liêu khẩu rấn dế dê nãi nai ba bà ma mà lão cung hứa ý cưa lẻng xuây tợ hái nán hái của hận của hận sĩ khoan xuế xí han ủy han ủy tợ phát âm pha in phú thai nán đan sư han sự hận nán của trai húng hải cung sư cung chua của sư chú tráng của sĩ khoan hứa phấn nhâu truy mãi tung si hứa truy nụy 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 nụy
của lão cung sư Hán Nguyễn, Hán Nguyễn Phan Y. Hán Nguyễn Phan Y. Hán Nguyễn Phan Y. Ừ. Tha xin niên 30 tuổi, của hẳn ai tha mân, đơn sư nỉ mân, của hẳn cao sinh, trai chiên. À, được chưa? Rồi, dịch bài này cho cô xem nào. Mai đâu, mai dịch. Chào mọi người. Ừ. Tôi là Nguyễn Thị đúng không? Nguyễn Thị Anh, chúng ta dịch là Nguyễn Thị Anh hoặc Nguyễn Thị Anh. Ích nhé, trong từ Ích nhé, tiếng Anh đấy. Nguyễn... Đại dịch là Nguyễn Thị Anh. Rồi, Nguyễn Thị Anh. Năm nay 25 tuổi. Ừ. Tôi đã kết hôn được 3 năm. Ừ. Ờ, nhà tôi có 9 người. 6 6 mạng. 6 người. 6. 6 mạng. 6 à, 6 sao. Ờ, gồm có ông, bà, bố, mẹ, chồng và một đứa con trai 2 tuổi. Ờ, tôi rất thích học tiếng Trung. Ừ. Phát âm của tiếng Trung không khó đúng không ạ? Không khó lắm. Không khó lắm. Ờ, nhưng chữ Hán, nhưng Hán chữ sẽ dịch là chữ Hán. Ờ, chữ Hán thì nhưng chữ Hán thì rất khó. Tôi làm ở công ty không, tôi làm việc ở công ty Hồng Hải. Tôi là tổ trưởng. Tôi rất thích cùng bạn bè đi mua sắm và đi du lịch. Chồng tôi là phiên dịch tiếng Hàn. Tiếng Hàn. Anh ấy năm nay 30 tuổi. Tôi rất yêu bọn họ. Bọn họ. Rất yêu họ. Tôi yêu họ. Rất vui được gặp bạn. Tạm biệt. À, dịch sát nghĩa quá. Okay. Dịch sát nghĩa thật. Không sạch được. Đúng mà. Đúng không ạ? Nhưng mà có nghĩa là gì ạ? Nghe nhiều khi nghe nó hơi buồn cười tí thôi đúng không? Rồi, ok. Đấy thì đấy là đúng. Bọn họ là đúng rồi.